Đến với các video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay đây thì nhân tiện ở công ty mình có một chiếc máy phát điện chạy xăng 5kW gửi cho khách ở Nghệ An, thì mình sẽ khui thùng test máy, nên là mình sẽ tiện mình sẽ review cho anh em luôn ạ. Chiếc máy 5kW này thì sẽ chạy bằng nhiên liệu xăng với khởi động để nổ. Nhưng mọi người, khi mọi người nhìn thấy là sản phẩm được đóng gói trong thùng rất là chắc chắn khi mà các bạn lấy ra này. Thương hiệu là Kemage, một sản phẩm rất là uy tín trên thị trường về dòng chạy xăng và được xuất khẩu đi các nước rất là nhiều. Thế mọi người nhìn thấy về tổng quan của máy này, bảng điều khiển, bảng hiển thị, khung thì rất là chắc chắn. Mọi người nhìn phần động cơ này. Đó. Phần phía dưới phần động cơ, phần hộp lọc gió, hay là mình có thể sử dụng giật nổ khi mà trong cái trường hợp mà bình hết. Đấy, sẽ có chìa khóa đi kèm, sẽ có các cái phụ kiện tháo lắp. Bình ắc quy ở đây thì khi mà mình mua máy thì mọi người thường sẽ không được, bình ắc quy sẽ chưa được lắp, mà bên mình sẽ lắp cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu test máy. Bởi vì tránh cái trường hợp nếu mà mình lắp bình ắc quy sẵn để lâu một thời gian mình không dùng đến thì nó sẽ bị hết bình. Đấy, mọi người, khi mà mọi người dùng máy thì mọi người lắp thao tác rất là đơn giản thôi. Ở trên bình ắc quy thì sẽ có hai đầu, đó là một đầu chấm xanh và một đầu chấm đỏ, sẽ tương ứng với dây. Đầu chấm đỏ thì mọi người sẽ đi với dây màu đỏ, còn phần đầu chấm xanh thì mọi người sẽ đi với dây màu đen. Cách tháo lắp rất là dễ dàng, các bạn nữ mình cũng có thể làm được ạ. Bên em cũng lên một chiếc video review Kemage 5kW dòng đề nổ này, được thao tác bởi một bạn nữ đấy ạ. Mọi người có thể tìm kiếm lại video để mình xem ạ. Sau khi lắp xong bình ắc quy thì mình sẽ để bình ắc quy về đúng vị trí. Đây mọi người, đó, rất là gọn. Thiết kế bình ắc quy không chiếm quá nhiều diện tích, không bị nhô ra. Và mọi người lưu ý là khi mà mọi người lắp ý, thì mọi người nhớ giúp em là mình sẽ có một cái đầu gọi là đầu bít bảo vệ. Thì mọi người nhớ là gắn cái phần đầu vào. Bình ắc quy thì cố định bằng một đầu dây, cố định rất là chắc chắn. Đấy, mọi người sẽ thao tác đổ nhớt. Thường thì Kemage 5kW này sẽ thùng nhớt, cái bình nhớt của nó sẽ là 1,6 lít, thì mọi người sẽ đổ khoảng 1,2 lít, hoặc là mọi người sẽ đo khoảng 2/3 thâm nhớt là được ạ. Nhớt này thì là nhớt 4 thì mọi người hoàn toàn có thể được, mọi người hoàn toàn có thể mua được ở các cái cửa hàng xe máy, rất là tiện. Sau khi đổ nhớt xong thì mọi người sẽ quay qua đổ xăng. Thường thì dung tích của chiếc thường thì dung tích của bình xăng sẽ là 15 lít và mức độ tiêu hao thì sẽ khoảng hết 0,3 lít cho 1kW điện trên 1 giờ ạ. Chúng ta sẽ đấu phần dây điện vào phích cắm. Mọi người sẽ thao tác giống bạn kỹ thuật viên bên em đang làm. Và mọi người lưu ý là mình sẽ đấu hai cái rắc màu vàng, còn một cái phần rắc màu trắng thì mọi người sẽ để trống. Thao tác cực kỳ là đơn giản, rất là dễ làm. Mọi người nhớ là mình sẽ siết chặt tay nhé, và mọi người sẽ quấn phần dây bên trong thật là cẩn thận để đảm bảo an toàn trong quá trình mà mình sử dụng điện. Vì là núm cao su nên mọi người thao tác ấn rất là dễ dàng. Mọi người sẽ cắm phích cắm này.
Sau đó thì chúng ta sẽ khởi động chìa khóa để nổ. Mọi người sẽ gạt cái phần le gió về phía bên tay phải trước. Sau đó thì mình sẽ khởi để nổ lên. Máy đã hoạt động rồi. Đây mọi người, một tầm chạy xăng 5kW. Máy chạy rất là êm, tiếng ồn thì không lớn. Và mình khi mà mình cần điện ra thì mình gạt cái automat này lên phía trên, nút on ạ. Một chiếc máy phát điện 5kW chạy xăng để nổ trong tầm giá thì Kemage là một sự lựa chọn đáng để anh em có thể cân nhắc. Mọi người mua máy hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm có thể liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website mayemocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.